Hello, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Siêu Nghĩa FT đây nha anh em. Thì hôm nay thì cái tool, những anh em nào mà đã mua cái tool của mình á, thì sẽ được cái cập nhật lên cái tool Ramdisk nha anh em. Thì cái tool này thì bây giờ là hiện tại là lúc trước á, thì nó boot ở iOS ở chip A11 á, thì nó boot cái DPU thì rất khó nha anh em. Thì hôm nay thì cái tool này nó sẽ update thành cái tool boot, đưa về chế độ DPU là tự động nha anh em. Đó, auto luôn. Anh em chỉ cần không cần phân biệt cái đầu máy nào hết, mà chỉ cần bấm vô auto đây thì nó sẽ tự động nó boot về DPU để chúng ta chọn cái menu để chúng ta boot để backup nha anh em. Rồi, thì đây là cái tool. Những anh em nào mua tool thì đã tham gia group và cũng đã cập nhật cái tool này rồi nha anh em. Đó, thì hiện tại thì có cái tool offline và cái tool online. Thì đây là mình thử trên cái tool offline trước nha anh em. Đó, cái đây là nó support một cái số model máy như thế này nha anh em. Đó. Rồi. Đó thì nó sẽ qua thì trên tay mình là con iPhone 7 Plus đó nha anh em. Rồi, ví dụ con đây là nó đang bị vô hiệu hóa này. Bây giờ mình backup lại để mình đưa về chế độ DPU để mình backup, rồi sau đó mình restore sạch, rồi sau đó mình restore lại nha anh em, là để bypass full chức năng. Hiện tại này thì trên những máy mac code thì bypass full chức năng. Đối với iOS 14 và 15 thì Ramdisk nó hỗ trợ, còn từ iOS 12 tới 14.8 thì dùng tool trên Win nha anh em. Đó thì hiện tại thì nó có một số tool. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành nha anh em. Rồi, thì đối với con này thì mình cần đưa về chế độ DPU. Đưa về chế độ DPU thì anh em mở cái A4 tool đây để chúng ta kiểm tra về cái chỗ DPU. Thì một số con thì nó đã đưa về chế độ FU nhưng mà nó boot không được nha anh em, nó boot vẫn phát sinh ra lỗi. Đó thì cái đây nó đã đưa về chế độ FU này. Thì ví dụ như con iPhone 8 và iPhone X trên chip A11 nha anh em. Chip A11 thì chúng ta boot FU thì nó sẽ báo lỗi, nên anh em cần vào cái tool này. Chúng ta chọn cái auto này, auto boot FU này. Rồi, anh em chỉ cần enter là nó tự động nó boot luôn. Rồi, rồi nó chạy. Đó, nó chạy giờ là xong rồi nha anh em. Anh em chỉ việc tắt thôi. Rồi, anh em giữ cái menu là ví dụ con đây là con iPhone 7 Plus thì mình chọn dùng số 7. Rồi, nó tự động nó boot. Rồi sau đó chúng ta chết SSH. Rồi chúng ta backup thôi anh em. Thì cái thao tác này thì những video trước thì mình cũng đã có hướng dẫn rồi, nhưng hiện tại thì cái tool đã nâng cấp lên. Đó thì đây là dành cho những máy mà chip A11, iPhone 8 và iPhone X. Nhiều anh em boot máy mà không qua được vì cái chế độ này nó khó khăn đối với một số anh em. Rồi, sau khi nó boot xong thì anh em chỉ việc vào chat SSH đây. Nói chung là những con mà lỗi ở SSH thì cái tool này hiện tại nó đã fix ok rồi nha anh em. Hiện tại thì bên mình có cái tool offline và tool online. Thì cái tool này mình đang làm là cái tool offline. Đó, sau khi check xong thì anh em bấm vào tiếp tục vào cái mục backup Ramdisk nè. Rồi, nếu mà anh em backup lại thì chọn dùng số 1 nè. Enter. Và đợi nó backup. Enter thêm cái nữa. Backup nha anh em. Rồi, như vậy thì nó backup ok. Thì nó đã ra cái info này. Anh em vào đây kiểm tra. Kiểm tra các file thì nó có đầy đủ chưa. Rồi, sau khi backup thì nó sẽ nằm ở trong cái thư mục backup ở phía trên màn hình desktop nha anh em.
Đó, nhưng con là anh em mới cấp vừa thì nó có cái mã số ICCD này, thì anh em mới cấp xong thì nó sẽ được lưu trên đây. Rồi đó, sau khi backup thì anh em chỉ việc restore sạch lại thôi. Bây giờ mình backup xong rồi thì mình sẽ tiếp tục là mình chọn dùng backup thông tin info, thì cái này nó cũng cập nhật thêm nó cũng cập nhật thêm nha anh em. Ví dụ như là có thêm được email này, địa chỉ wifi, số điện thoại thì mình không nói rồi, nó hiện ra nè. Ví dụ đây là số điện thoại là mình không nói làm gì đúng không anh em, số điện thoại này. Nếu có InCloud thì nó sẽ read ra InCloud luôn. Email, địa chỉ mail, nói chung là rất tiện lợi cho những anh em làm đến ổ, thì nó hiện đầy đủ hết. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ làm đến cái tool online nha anh em. Cái tool online thì hiện tại cái tên của nó là TTRAMDIC. Đó, cái tool này thì anh em làm online thì anh em cần order ICCD. Đó, thì cái tool này nó cũng boot là rất là nhanh nha anh em. Anh em nói chung là anh em chọn dùng số 0 và dùng số 8 nè. Đó, nếu mà dùng số 0 nó bị lỗi thì anh em chuyển sang dùng số 8. Thì cái này nó cũng bảo là anh em đưa về chế độ DPU. Rồi, cái này để mình đưa lại chế độ DPU rồi sau đó mình boot lại nha anh em. Thì chip A8, chip A11 thì nó cũng là nhanh, nó tự động, nó auto luôn. Thì hai cái tool này là một, nhưng mà một tool là offline, một tool là online. Đó, thì anh em nếu mà dùng cái tool online á, thì anh em đăng ký cái ICID, rồi anh em chọn dùng số 0 thì nó sẽ tự động nó boot luôn. Cái này thì anh em đợi xíu. Đó, thì tính năng nó cũng vẫn như là cái tool kia. Chung cái tool này nó boot là khá là nhanh. Rồi, thì cái này anh em mở cái tool lên một lần nữa. Để anh em chọn cái dòng backup, mở cái menu lên nè. Backup thì anh em chọn dòng số 1 nha. Đó, nó báo như vậy là ok đó nha anh em. Và thiết bị đã được backup ok. Nó báo như thế thì anh em có thể hoàn toàn an tâm restore lại lên Windows 15. Anh em read info để chọn dùng số 5. Đó, thì cái tính năng hai cái tool này thì tính năng nó hoàn toàn giống nhau, nhưng mà một tool offline và một tool online. Rồi, đó, thì nó đã read ra rồi nha anh em. Rồi, thì cái video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu anh em thấy hay thì like, subscribe, đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video mới nhất nha. Rồi, xin tạm biệt tất cả các anh em.